Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Để đánh chơi. Chúng ta sẽ đi vào cách đầu tiên để xóa bảng. Đấy là chúng ta sẽ chuột phải và thay bấm xóa nhấn vào delete. Ok. Vậy là bảng khách hàng 4 của chúng ta đã xóa. Bây giờ là cách thứ hai. Chúng ta sẽ nhấn vào new query để xóa một bảng trong SQL Server. Chúng ta sẽ dùng cú pháp drop table tên của bảng. Đấy là bảng khách hàng 3. Chúng ta sẽ bôi đen và XQ. Không còn bên đen cũng được. Chỉ có một câu thôi. Chúng ta sẽ refresh lại table. Như vậy bảng khách hàng 3 của chúng ta đã xóa. Một số lưu ý khi xóa table. Đấy là ví dụ như tôi sẽ xóa bảng sản phẩm 2 đi. Chúng ta viết câu lệnh như thế này. Nhưng trong khi đấy thì database của chúng ta đang là master. Chúng ta nhấn execute sẽ lỗi ngay. Không thể xóa table này vì không tồn tại hoặc là không có quyền. Chúng ta sẽ sử dụng cú pháp U tên của cơ sở dữ liệu chấm phẩy go. Chúng ta sẽ chuyển đến cơ sở dữ liệu đấy và chạy. Chúng ta sẽ bôi đen ba câu lệnh và chạy. Như vậy thì chúng ta mới xóa được. Chúng ta sẽ cùng select lại dữ liệu của bảng sản phẩm 2. Như vậy là chúng ta sẽ không select được vì bảng này đã xóa rồi. Tôi sẽ refresh lại. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.